Golden Foot với mục tiêu vui là chính. Ngọc Dung FC đến để chinh phục ngôi vương. T-Sport chơi để tận hưởng. Trẻ Thành Phố FC với sức trẻ chinh phục bản thân. Quý T-Sport giao lưu gắn kết tình anh em. Young Starland FC đột phá và khẳng định. Y Khoa FC học hỏi và thể hiện bản thân. Tùng Anh FC đem thư bóng đá đẹp cho mọi người. TMC Sport FC kết nối tình bạn bè. Mũi Sông Trơm khám phá giải đấu. Hưng Thịnh FC trở lại mạnh mẽ hơn. Bình Thắng FC cháy với tất cả đam mê. Các bạn hãy đón xem giải đấu từ ngày 5 tháng 2 năm 2023 và ngày 12 tháng 2 năm 2023 trên bóng đá học đường Bến Tre và Gold Media. Chào mừng các bạn đến với giải đấu bóng đá học đường Bến Tre. Giải đấu được bóng đá học đường Bến Tre phối hợp đơn vị truyền thông thể thao Gold Media tổ chức. Giải sẽ được phát sóng hầu hết các trận đấu với sự góp mặt của 12 đội bóng. Golden Foot với mục tiêu vui là chính. Ngọc Dung FC đến để chinh phục ngôi vương. T-Sport chơi để tận hưởng. Trẻ Thành Phố FC với sức trẻ chinh phục bản thân. T-Sport giao lưu gắn kết tình anh em. Young Starland FC đột phá và khẳng định. Y Khoa FC học hỏi và thể hiện bản thân. Tùng Anh FC đem thư bóng đá đẹp cho mọi người. TMC Sport FC kết nối tình bạn bè. Mũi Sông Trơm khám phá giải đấu. Hưng Thịnh FC trở lại mạnh mẽ hơn. Bình Thắng FC cháy với tất cả đam mê. Các bạn hãy đón xem giải đấu từ ngày 5 tháng 2 năm 2023 và ngày 12 tháng 2 năm 2023 trên bóng đá học đường Bến Tre. Trong tay ra sân cùng vời qua bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh màu cờ sắc áo tung bay trên sân, hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đây. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Việt Nam với tinh thần thể thao, yêu
Xin được mến chào quý khán giả, chúng ta cùng đến với trận thi đấu trong khuôn khổ bảng A và bóng đá học đường V-Sport tỉnh Bến Tre năm 2023, cuộc đối đầu giữa Trẻ Thành Phố cùng với Ngọc Dung. Ở giải đấu lần này thì ban tổ chức sắp xếp 6 đội bóng của chúng ta sẽ thi đấu song song cùng với nhau. Tại sân số 2 cũng đang diễn ra trận đấu giữa Phủ Dòng Trôm và TMC Sport, và sân số 3 đó là trận đấu giữa John Talent và Hưng Thịnh FC. Trọng tài đã cho hiệp đấu thứ nhất được bắt đầu. Khánh Huy, Thành Phố sẽ thi đấu cho trang phục sắc xanh và bảo vệ khung thành bên phía tay phải. Đây là Vinh Bôi, đội trưởng, cầu thủ mang băng đội trưởng của đội quân đến từ Thành Phố. Ở những giải đấu trước, ở mùa giải năm ngoái cũng trong khuôn khổ trung học phổ thông V-Sport toàn quốc tranh cúp Bảo Ngọc tỉnh khu vực tỉnh Bến Tre thì Vinh Bôi cũng đã có một màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Đây là Phú Trọng. Trước thềm năm mới thì bình luận viên thay mặt cho ekip cũng như ban tổ chức xin chúc cho quý khán giả có mặt tại sân cùng với quý khán giả đang tương tác và tất cả cầu thủ tham gia đội bóng được một năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Còn quý khán giả nào mình kinh doanh mua bán sẽ phát tài phát lộc, tiền vô như nước nha các bạn. Ngọc Dung sẽ thi đấu cho trang phục toàn đỏ và bảo vệ khung thành bên phía tay trái, đội bóng của đội trưởng ông bầu trẻ Phạm Minh Trơn. Đây không phải là một lần đầu tiên mà Minh Trơn tham gia vào các sân chơi tại sân NCT Football. Mặc dù với tuổi đời còn rất trẻ nhưng ông bầu Phạm Minh Trơn rất có tâm huyết với bóng đá. Ngọc Dung sẽ ra quân với đền số 2 đội trưởng Minh Trường, thủ thành số 1 Huỳnh Chí Cương, số 25 Thái Việt, số 11 Thanh Pháp Pháp Lỗi cùng với số 12 là Phú Trọng. Mình luôn là có một pha phạm lỗi các bạn, người vừa tranh chấp đó là Lenin. Ở giải đấu lần này chúng ta có 12 đội bóng tham dự các bạn. Đó là Trẻ Thành Phố, Ngọc Dung, Tùng Anh, Golden Foot, Phủ Dòng Trôm. Bốn đội bóng vừa rồi là ở bang A, ở bang B là Phủ Dòng Trôm, TMC Sport, VT Sport và Y Khoa FC. Ở bang C là Bình Thắng, T Sport, John Talent cùng với Hưng Thịnh. Ban tổ chức đã sắp xếp thi đấu 3 sân song song cùng với nhau các bạn. Và mỗi đội bóng sẽ có 6 trận đấu ở lượt đấu vòng bảng. Đường chuyền dành cho Lenin. Lenin cùng với những người đồng đội Kim Bích Phương đã có những giải đấu rất thành công khai xuân năm 2023 tại sân NCT Football các bạn. Chúng ta có thể xem lại các trận đấu cùng với hình ảnh và highlight trên fanpage bóng đá học đường Bến Tre cùng với YouTube, Gold Media. Phú Trọng, hôm nay thì Phú Trọng đang là người mang băng đội trưởng của đoàn quân áo đỏ. Vinh Bôi ngay lập tức là pha áp sát nhanh của chỉ số mã số 7 phía áo đỏ. Đó là Hoàng Khôi. Quốc Bảo, buổi sáng chúng ta sẽ thi đấu lượt trận vòng bảng, còn buổi chiều sẽ là vòng loại trực tiếp nha các bạn, ở khuôn khổ tứ kết, trận bán kết và trận tranh huy chương đồng cùng với trận chung kết. Quả đá phạt, người làm hàng rào đó là Khánh Huy. Phú Trọng sẽ là người thực hiện quả đá phạt. Một đường chuyền chưa có thể dứt điểm được các bạn. Khang Milo,
đến giữa khung thành của thành phố ngày hôm nay vẫn là thủ thành trẻ xuất sắc Bùi Thế Khang. Bùi Thế Khang cũng đã có nhiều kinh nghiệm ở giải đấu trung học phổ thông V-Sport năm vừa rồi. Tranh cúp Bảo Ngọc tại sân NCT Football luôn các bạn. So với giải đấu năm ngoái thì ở giải đấu lần này ban tổ chức sẽ cố gắng phát triển tốt về phần hình ảnh cho các cầu thủ của chúng ta để đến với người hâm mộ, như là những bức ảnh ấn khoảnh khắc cùng với highlight video bàn thắng siêu phẩm mà các cầu thủ đã trình diễn tại các trận đấu cũng như là giải đấu nha các bạn, cho khán giả người hâm mộ được xem và chiêm ngưỡng những nghệ sĩ sân cỏ. Mục tiêu của bóng đá học đường của chúng ta là nói không với bạo lực và tệ nạn xã hội nha các bạn. Phú Trọng, Quốc Bảo, hàng phòng ngự áo xanh rất nhanh lôi về, không bao tình huống cản phá, lôi về cản phá kịp thời của Chí Cường. Đó là thủ thành Văn Kiệt các bạn. Xin chào bạn Trần Anh Học. Anh Học đã có lời nhắn là Ngọc Dung FC cố lên. Vinh Bồi. Đội thành của thành phố năm nay khá đồng đều về các tuyến, như là những cái tên Lenin, đội trưởng Vinh Bồi, Khánh Huy. Cùng với thủ thành là Khang Milo. Khánh Huy sẽ là người thực hiện quả đá phạt. Wow! Vâng, vậy là đã có một siêu phẩm. Một siêu phẩm mới trong bộ siêu tập của idol top top Khánh Huy nữa rồi bạn. Các bạn ơi, 1-0 dành cho thành phố. Wow! Vâng, ngay lập tức thì Lenin cũng đã có lời đáp trả, nâng tỷ số thành 2-0 cho thành phố các bạn. Khánh Huy là người can thiệp kịp thời. Bình Bồi. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng của Lenin. Lenin đã đi bóng vượt qua được sự đè bóng của trung vệ áo đỏ và tung ra cú dứt điểm góc hẹp, nâng tỷ số thành 2-0. Còn đây là bàn thắng mở tỷ số, một siêu phẩm của Khánh Huy. Quả đá phạt, cú đá phạt rất uy lực, bóng đi căng như kẻ chỉ các bạn, mở đầu cho là tiền đề cho bàn thắng tiếp theo của Lenin. Xin chào Võ Trọng Nguyên, xin chào Huỳnh Hào Hiệp. Hào Hiệp đã có lời cổ vũ T-Sport cố lên. Chúng ta hãy cùng like và cùng chia sẻ cho video của trận đấu này để buổi livestream của chúng ta diễn ra an toàn nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.
quả đá biên dành cho Ngọc Dung. Cú đá bờ tiếp theo là đi hơi mạnh. Tỷ số vẫn đang là 2-0 nghiêng về thành phố. Trận thi đấu trong khuôn khổ bảng A giải bóng đá học đường. Tỉnh Bến Tre năm 2023. Tiếp theo sẽ là một quả đá phạt dành cho đoàn quân áo đỏ. Không bao. Thủ môn Khang Milo đã chọn vị trí chính xác. Lại là Khang Milo. Nguy hiểm. Lực dâng cao vừa rồi là của Vinh Bồi. Hôm nay các đội bóng của chúng ta đều có những sự bổ sung rất chất lượng các bạn. Nòng cốt của Ngọc Dung lần này có sự bổ sung các cầu thủ đến từ Mỏ Cày nữa. Còn Hân Thịnh thì cũng có một số sẽ bổ sung mới mẻ như là Thanh Nguyên. Đã có lời nhắn nhủ mong rằng ti đủ cầu thủ mang áo số 1 của thành phố sẽ được sớm được tung vào sân. Một khán giả giấu tên. Trọng Hoành. Bình Bồi. Bên Bồi có xu hướng dâng cao nhiều những tình huống trồng cánh bên hành lang, trồng biên bên lang cánh trái. Khánh Huy. Khánh Huy là người đã có bàn thắng mở tỷ số với một quả đá phạt rất căng và uy lực. Hạ gục được thủ thành là xuất sắc Nhân Kiệt các bạn. Thủ thành của Ngọc Dung đó là Trần Nữ Nhân Kiệt. Phú Trọng, đội trưởng của Ngọc Dung đã bị phạm lỗi. Các cầu thủ của chúng ta cần hạn chế những pha bóng phạm lỗi. Thứ nhất là sức khỏe, thứ hai sẽ phải nhận, có khả năng nhận quả đá phạt nguy hiểm về cầu môn khung thành của mình. Trận đấu tiếp theo ở sân số 2 sẽ là T-Sport và Giao Ta Lần. Xin lỗi, trận thứ 2 sẽ là VT-Sport cùng với Y Khoa. Còn ở trận đấu sân số 3 đó là Bình Thắng cùng với T-Sport các bạn. Ở sân số 1 sẽ là Tùng Anh cùng với Golden Food. Diễn ra, trận đấu sẽ diễn ra sau trận đấu giữa Ngọc Dung cùng với Thành Phú. Theo thông tin chúng tôi căn cứ vào lịch thi đấu. Thi đấu có cập nhật trên fanpage bóng đá học đường Bến Tre. Xin mời quý vị và các bạn cùng mà cập nhật. Nắng ngày càng lên cao nữa các bạn ơi. Chúng ta sẽ phải thi đấu mặc đồ 6 trận liên tiếp trong một buổi. Thì hãy cố gắng phân phối sức thật hợp lý để mới có thể có những trận đấu thành công. Lượt trận vòng bảng có những điểm số rất khắc nghiệt nha các bạn. Chúng ta phải có những sự toan tính mới nuôi hy vọng đi tiếp vào vòng loại trực tiếp và vòng chung kết. Khang Milo. Cú phát bóng sống của Khang Milo. Ở hiệp đấu này thì Khang Milo đã có bị phần bất lợi về thời tiết. Ánh sáng đã làm giảm đi khả năng quan sát của thủ thành Bùi Thế Khang. Ở những tình huống bóng bổng.
đi qua là tạt thứ tư nha, sau tạt thứ ba là anh kia danh sách nha, đi qua anh với Bụi Hùng Tôm đó. Anh nói là trận lấy tim em một em gái sân kia đang có lịch bình thường, anh đang coi trận lấy tim của anh ơi. Lấy tim anh mấy cái danh sách ok, còn mấy anh em cứ đá bình thường ok nha. Vâng, vậy là trọng tài đã cho hiệp đấu thứ nhất được kết thúc. Thành Phố đang tạm dẫn trước Ngọc Dung với tỷ số là 2-0. Xin hẹn gặp lại các bạn trong mấy phút nữa. Chào mừng các bạn đến với giải đấu bóng đá học đường Bến Tre. Giải đấu được bóng đá học đường Bến Tre phối hợp đơn vị truyền thông thể thao Gon Media tổ chức. Giải sẽ được phát sóng hầu hết các trận đấu với sự góp mặt của 12 đội bóng. Golden Foot với mục tiêu vui là chính. Ngọc Dung FC đến để chinh phục ngôi vương. T-Sport chơi để tận hưởng. Trẻ Thành Phố FC với sức trẻ chinh phục bản thân. T-Sport giao lưu gắn kết tình anh em. Young Starland FC đột phá và khẳng định. Y Khoa FC học hỏi và thể hiện bản thân. Tùng Anh FC đem thư bóng đá đẹp cho mọi người. TMC Sport FC kết nối tình bạn bè. Phủi Sông Trơm khám phá giải đấu. Hưng Thịnh FC trở lại mạnh mẽ hơn. Bình Thắng FC cháy với tất cả đam mê. Các bạn hãy đón xem giải đấu từ ngày 5 tháng 2 năm 2023 và ngày 12 tháng 2 năm 2023 trên bóng đá học đường Bến Tre và Gon Media. Chúng ta cùng trở lại với hiệp thi đấu thứ hai. Trận thi đấu trong khuôn khổ bảng A giải bóng đá trung học phổ thông V-Sport năm 2023 giữa Thành Phố cùng với Ngọc Dung. Kết thúc hiệp đấu đầu tiên thì Thành Phố đang tạm dẫn trước Ngọc Dung với tỷ số là 2-0. Hai bàn thắng dành cho Thành Phố đến từ siêu phẩm đá phạt của Khánh Huy cùng với pha độc diễn đến từ Lenin. Trận tung tài đã chơi hiệp đấu thứ hai để bắt đầu. Ở trong hiệp 2 thì Ngọc Dung sẽ tiếp tục thi đấu trong trang phục sắc đỏ, còn sắc xanh sẽ là trang phục thi đấu của các cầu thủ đến từ Thành Phố. Đã có lỗi các bạn, lỗi từ phía sau. Phú Trọng, chuyền dài giao gạo Hoàng Kha đã được tung vào sân ở trong hiệp 2. Vừa rồi là pha phạm lỗi của Hoàng Kha.
Hoàng Kha trong màu áo của Trung Sport FC là đương kim vô địch của giải bóng đá trung học phổ thông Vsport tranh cúp Bảo Ngọc Group năm 2022 vừa rồi các bạn. Và Hoàng Kha cũng đã có những trận đấu rất quý giá tại sân chơi toàn quốc diễn ra tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ở giải đấu trung học phổ thông Vsport năm ngoái thì Bến Tre của chúng ta có hai đại diện, đó là Trung Sport ở vùng Trôm cùng với Number 4 FC ở Móc Cài. Và đá biên dành cho Phú Trọng. Cú dứt điểm tiếp theo của đội trưởng phi áo đỏ. Chưa thể chiến thắng được thủ môn đến từ Ngọc Dung, đó là thủ thành Nguyễn Chí Cường. Chí Cường đã bao thay cho Nhân Kiệt trấn giữ khung thành của Ngọc Dung. Trọng cũng dứt điểm cận chân, người vừa có pha can thiệp đó là chỉ số máu số 18 chính lô chính lo. Không biết hôm nay thời tiết nắng khá gắt các bạn, mưa rất là gây không ít khó khăn cho các cầu thủ trẻ bị hao mòn tiêu hao thế là khá nhiều. Đã có lỗi, người vừa bị phạm lỗi là Văn Thịnh đứng trước quả đá phạt sẽ là đội trưởng Vinh Bồi. Vinh Bồi thường xuyên có những đường chuyền dọc biên có áp phê, sở trường là bên hành lang cánh trái. Những đường chuyền của Vinh Bồi giúp cho đồng đội có một vị trí khá ngon ăn, thường xuyên đối diện cùng với khung thành của đối phương. Một quả đá phạt ngay vạch gần giữa sân luôn các bạn. Vượt qua được đây, vẫn chưa thể dứt điểm. Người vừa có cái pha can thiệp là trung vệ mang áo số 25 Thái Việt. Thái Việt là một trong những trụ cột của Ngọc Dung. Giải đấu ngày hôm nay không được. Phú Trọng, tỷ số vẫn đang là 2-0 nghiêng về các chỉ số áo xanh thành phố. Hai bàn thắng ở trong hiệp đấu đầu tiên là một bàn của Khánh Huy, bàn thứ hai là của Lenin. Đã có lỗi, ông bầu đội trưởng Phạm Minh Trường ở đoàn quân Ngọc Dung cũng đã được tung vào sân. Hôm qua có lẽ đội trưởng Minh Trường chiến đấu cũng kiên cường quá nên hôm nay thể lực vẫn chưa hồi phục kịp thời các bạn. Mặc dù không đảm bảo 100 nhưng mà cũng được 99% thể lực.
không vào. Quả đá phạt của Vinh Bộ Vân Vôi. Xin chào anh Đoàn Di từ ở quê hương Mỏ Cày đã có là nhắn là Ngọc Dung cố lên em. Xin chào Tài Lê đã có là cổ vũ dành cho Khanh Milo. Xin chào chị Trang Kim, chị Kim Trang. Xin chào Đông Hoàng Phúc, xin chào Minh Hiếu. Xin chào Huỳnh Hào Hiệp. Sức hút của các giải bóng đá trung học phổ thông V-Sport ngày càng được lan tỏa gần hơn với khán giả không chỉ ở quê hương ở Bến Tre mà còn ở các tỉnh lân cận nữa các bạn. Những giải trung học phổ thông chúng ta sẽ thi đấu ở cấp huyện, rồi thi đấu ở cấp tỉnh và cao hơn sẽ là cấp toàn quốc. Minh Trơn, người vừa có pha dứt điểm là Trần Anh Khoa. Năm nay Ngọc Dung hội tụ quân rất mạnh các bạn, và cũng khá đồng đều. Từ vị trí thủ môn có hai sự góp mặt là Nhân Kiệt cùng với thủ môn Chí Cường. Ở trên hàng công thì có Thành Pháp cùng với Phú Trọng. Bên kia chiến tuyến thì Thành Phú cũng không kém cạnh với những lực lượng nòng cốt của những người con mảnh đất Thành Phú, như là thủ thành Khang Milo, Lenin và thêm những sự bổ sung khá chất lượng. Như là Vinh Vidic đó. Năm nay thì Vinh Bồi được đăng ký với cái tên là Vinh Vidic. Một sự bổ sung chất lượng ở vị trí hàng phòng ngự dành cho các cầu thủ Thành Phố. Với nhiều năm thi đấu kinh nghiệm của mình thì ban đội trưởng của Thành Phố năm nay đã được trao cho Vinh Vidic, còn có tên thật là Vinh Bồi. Rất hay, chưa thể chiến thắng được Chí Cường. Chí Cường can thiệp kinh nghiệm, đọc được tình huống trước khi mà chân sút của đối phương thoát xuống đối mặt cùng với khung thành của Chí Cường. Vinh Bồi vào, bàn thắng thứ 3 thuộc về đoàn quân của Thành Phố các bạn ơi. 3-0 dành cho Thành Phố. Và ghi bàn của cầu thủ mang áo số 11 đó là Thành Trung. Cú dứt điểm một chạm của Thành Trung, bóng đã đi qua giữa hai chân của Chí Cường. Cú dứt điểm bóng đi chìm, Chí Cường đã không thể nào khép chân kịp thời ở cự ly gần như vậy. Ở các giải đấu lớn như thế này thì tư trang và tài sản cá nhân quý khán giả cùng với tất cả cầu thủ hãy tự bảo quản nhằm đảm bảo an toàn, vui tươi. Và ban tổ chức cũng như chủ sân tổ chức giải đấu thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Chí Cường, Hoàng Khôi, đường truyền của Hoàng Khôi sang bên là cánh phải. Thành Phú đang thi đấu cho phục sắc xanh, còn các cầu thủ Ngọc Dung đến từ Bình Đại trong trang phục sắc đỏ.
Xin chào chị Trang Kim. Chị Trang Kim đã có lời nhắn hôm nay đội Ngọc Dung không dậy sớm ăn sáng. Hy vọng vòng hiệp 2 sẽ mạnh lên. Chị Cương. Pha can thiệp đến từ cầu thủ mang áo số 23, đội trưởng Ngô Đại Lộc, đội trưởng của đoàn quân thành phố. Chí Cường. Thành phố vẫn đang tạm dẫn 3 bàn trước các cầu thủ Ngọc Dung. Theo thông tin của chị Trang Kim thì buổi sáng này Ngọc Dung chưa có nạp năng lượng kịp thời các bạn ơi. Không vào. Nên thật cũng dễ hiểu vì sao mà Ngọc Dung vẫn chưa có được thế trận như ý trong trận đấu ra quân. Quốc Bảo. Nỗ lực đi bóng của cầu thủ mang áo số 25 Lê Thái Việt. Đường dài khá chính xác. Hướng đến vị trí của Thành Trung. Hoàng Kha. Hoàng Kha đã có một đường, một pha bóng phối hợp cùng với Thành Trung. Đường chỉ cánh dành cho Đại Lộc. Thành Pháp. Hoàng Khôi cũng dâng lên khá cao. Sau trận đấu mà chúng ta đang theo dõi tại sân số 1 sẽ tiếp tục diễn ra trận đấu giữa TMC Sport cùng với VT Sport ở lượt trận bảng B. Xin lỗi, đó là Tùng Anh FC cùng với Golden Food các bạn. Bình luận viên đã nhầm với trận đấu số 3. Xin đính chính lại, đó là Tùng Anh cùng với Golden Food ở sân số 1. Đây là trận đấu ở bảng A. Còn TMC Sport và VT Sport sẽ là trận đấu thứ 3 các bạn. Cũng sẽ thi đấu tại sân số 1. Trọng tài đã thổi nồi còi kết thúc trận thi đấu đầu tiên. Thành phố đã có được điểm số trong trận đấu ra quân. Xin hẹn gặp lại các bạn trong ít phút nữa.